mong sư hoan hỷ giảng cho sự giống nhau và khác nhau giữa chữ hiếu trong đạo Phật và chữ hiếu trong Nho giáo. Thưa quý vị, ở đây thì cái chữ hiếu ở trong Nho giáo ha, thì thứ nhất là họ quan niệm là nuôi dưỡng kính trọng cha mẹ, tức là cái trách nhiệm làm con thì phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà nuôi mà không kính thì không coi là hiếu. Tuy nhiên thì cái vấn đề này nó cũng giống như trong Phật giáo, đó là mình là một cái người con, mình phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng mà như vậy thì chưa có đủ. Phật giáo được Đức Thế Tôn, cái chữ hiếu được Đức Thế Tôn dạy rất là rõ ở trong kinh Giáo Thọ Tika La Việt, quý vị có thể xem ha. Sư chỉ đơn cử ví dụ như ngoài cái chuyện nuôi dưỡng này, về mặt vật chất và tinh thần, người con còn phải giữ gìn truyền thống của gia đình nè, phải giữ gìn tài sản không có bị mất đi nè, đại loại là như vậy, chứ nó không có đơn giản là chỉ nuôi dưỡng là đủ. Rồi ở trong Nho giáo thì quan niệm là giữ gìn cơ thể để nối chí hướng của ông cha, tức là quan điểm của họ đó là râu tóc là cũng là của cha mẹ, cho nên là không có được cắt râu tóc. Nhưng mà sư thấy lạ là như nếu như mình nói cái gì cũng là của cha mẹ như vậy, cái móng tay của mình á, móng tay móng chân thì cũng không có được cắt mới đúng, mà hình như hồi xưa không có ai để móng tay móng chân. Thì cái kiểu quan điểm đó là nó quan điểm hai mặt, cái kiểu sống đó là sống tôi thấy là nó hai mặt. Còn theo quan niệm của đạo Phật ấy, thì không có coi cái tấm thân này là một cái gì đó đáng để cho mình phải tôn thờ, đáng để cho mình phải coi trọng. Đây là cái sự khác nhau giữa đạo Phật và Nho giáo. Đạo Phật thì thấy rằng tấm thân này là vô thường, tấm thân của mình, của cha mẹ mình cũng là sự vô thường, tất cả do duyên mà có. Và người con ấy, có cái quyền quyết định đối với tấm thân này. Và đương nhiên là sướng hay khổ là do đứa con quyết định, chứ không có cái chuyện là gọi là râu tóc hoặc là bất kỳ một phần thân thể nào đều thuộc sở hữu của cha mẹ, thì đạo Phật không có cái đó. Cái thứ ba đó là ngăn cản cha mẹ khi mà họ sai lầm. Thì cái điều này cũng giống như giống với đạo Phật, nhưng mà chỉ giống một phần. Tức là trong đạo Phật á, người con đối với cha mẹ chưa có biết bố thí, keo kiệt bỏng sẻn thì giúp cho cha mẹ biết bố thí. Đối với cha mẹ chưa biết giữ giới thì giúp cho cha mẹ biết giữ giới. Đối với cha mẹ chưa có niềm tin nơi Tam Bảo, giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi Tam Bảo. Với cha mẹ chưa có chánh kiến, giúp cho cha mẹ có chánh kiến. Thì như vậy quý vị thấy là cái chữ hiếu trong đạo Phật nó rộng hơn rất là nhiều so với cái chữ hiếu mà hạn hẹp của Nho giáo ha. Rồi một cái nữa mà hồi nãy sư không nói trong cái phần kinh Giáo Thọ Tika La Việt là quan niệm của Nho giáo là cha mẹ chết thì phải tế tử theo lễ, không cẩu thả cũng không thái quá. Thì cái vấn đề này ở trong Phật giáo thì lại khác. Nếu như quý vị nhìn trong bản dịch của Ngài Minh Châu thì quý vị sẽ thấy là cha mẹ chết rồi thì phải làm tang lễ, nhưng mà cái bản dịch đó sai. Theo Pali ấy,
là khi cha mẹ chết rồi thì người con phải làm phước và hồi hướng phước. À, cái này là Nho giáo do họ không hiểu về phước, họ không biết về nghiệp và quả của nghiệp, cho nên đương nhiên là họ không có phần này. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn dạy khi cha mẹ chết rồi, nhiệm vụ của người con là phải làm phước và hồi hướng phước cho cha mẹ của mình. Thì đó là những cái sự khác nhau của Nho giáo và Phật giáo khi mà nói về chữ hiếu. Tuy nhiên á, còn một cái hiếu nữa mà Nho giáo không có nói, đó chính là theo đạo Phật ấy, cái chữ hiếu mà cao tột nhất của người con là phải xuất gia, sau đó đó quay trở lại độ cho cha mẹ của mình, chứng đắc đạo và quả. Đó là chữ hiếu cao tột. Mà cái này thì chỉ có đạo Phật, không riêng gì Nho giáo, mà hầu hết tất cả các cái nền văn hóa, các cái nền tôn giáo trên toàn thế giới, thì sư không thấy có cái nền tôn giáo nào, có nền văn hóa nào nó lại có cái quan niệm là chữ hiếu mà cao tột nhất là người con sẽ đi xuất gia, chứng đắc thánh đạo thánh quả, sau đó quay trở lại độ cha mẹ, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Thì đây là cái đặc điểm lớn nhất mà chỉ có đạo Phật có, chứ không có một nền tôn giáo hoặc là một cái nền tín ngưỡng hoặc là một cái nền văn hóa nào có. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Chờ tí xíu. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về những cái điểm mà ý chính cái chữ hiếu ở trong Nho giáo, quý vị Đức Hạnh Tuệ nói sư hoàn toàn đồng ý, rất là chính xác. Ở đây thì sư xin nói thêm một cái điểm này, cái điểm rất là quan trọng mà khi mà nếu mà lỡ có ai hỏi chúng ta khi mà nói về cái chữ hiếu trong đạo Phật thì lấy cái tiêu chuẩn, có nghĩa mà lấy tiêu chuẩn đâu để gọi là Phật dạy mà nói là để trả hiếu mà gọi là hết đó, giống như là Đức Hạnh Tuệ có nói đó, là trả hiếu mà gọi là một cách hoàn hảo, một cách cao thượng, một cách tối thượng đó. Thì khi mà ta hỏi gì đó thì mình lấy căn cứ ở đâu, là Phật dạy ở đâu để mình nói cho cái người khác hiểu là Đức Phật có nói về điều này. Xin thưa quý vị, đó là một bài kinh ở trong Tăng Chi. Thì bài kinh, ngay cả bài kinh thưa quý vị, khi mà sư đọc bài kinh này, sư sẽ có cái sự mà so sánh ngay trên bài kinh luôn, để cho quý vị thấy rõ, thấy rõ rệt giữa cái sự khác nhau và giống nhau của chữ hiếu ở trong Nho giáo và chữ hiếu ở trong đạo Phật Nguyên Thủy. Thì bài kinh đó nội dung như sau, thưa quý vị. Thì Đức Phật này có nói là: Này các tỳ kheo, ta tuyên bố có hai người không ai có thể trả hết ơn nghĩa cho họ được. Hai người đó là gì? Đó là cha và mẹ. Thì Thế Tôn này có nói là: Cho dù một người có cổng mẹ trên vai này và cổng mẹ trên vai kia và cứ cổng như vậy suốt 100 năm, họ sống tới 100 tuổi, và thậm chí một người có chăm sóc cha mẹ bằng cách là sức dầu nóng, là xoa bóp, tắm rửa và cày cọ chân tay của họ, và thậm chí cho họ đại đại tiện, tiểu tiện ngay lúc đó, cho dù như vậy cũng chưa là gì đối với cha mẹ mình, vẫn không trả ơn, vẫn không trả hết ơn nghĩa đối với cha mẹ. Quay qua đây chúng ta thấy là ngoài những hình thức về cái sự chăm sóc nè, cái cung kính phục vụ nè, nó có yếu tố vật chất này nữa, nhưng mà Đức Phật nói là vẫn chưa, mình vẫn chưa trả ơn hết. Khen thì cái này là cũng là có một cái điểm giống về hình thức bên ngoài. Sư nói rõ nha, về hình thức bên ngoài thì đúng là ở bên Nho giáo cũng có đề cập vấn đề này, đề cập mà cái việc mà phụng dưỡng đó, chăm sóc, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ này đến cha mẹ nè, đời sống vật chất nè, nó tốt như nè. Thì bên cái này là một cái điểm giống. Rồi lại kế tiếp, Đức Phật này mới nói là:
Cho dù một người có lập cha mẹ thành chúa tể cai trị trái đất này, giàu có bảy báu thì cũng chưa đủ gì đối với cha mẹ, vẫn không trả hết ơn nghĩa của cha mẹ. Bởi vì sao? Có nghĩa là cái vế hai này ngài lại nhấn mạnh thêm một điểm nữa, là cho dù á cái người con á có nghĩa là có đưa cha mẹ mình đó, có làm cho cha mẹ mình đó, khiến cha mẹ mình đó chúa tể cai trị quả đất này, thì ví 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 như giống như là cho cha mẹ mình làm chưởng lương thánh vương, thế vậy rồi có bảy bảy báo, bảy báo của chư lĩnh vương nè đó. Thì được như vậy nghe, nó được như vậy nha, được cha mẹ được làm chưởng lương thánh vương á, được cái được cuộc sống mà sung túc giàu sướng cai trị đó, cai trị nguyên quả đất rồi đó, thì cũng chưa hết trả ơn. Bởi vì sao đó, ở đây Thế Tôn nhấn mạnh nữa, vì cha mẹ là sự giúp đỡ to lớn đối với con cái, cha mẹ nuôi lớn con, nuôi con khôn lớn, cho con ăn và chỉ cho con nhìn thấy thế gian này. Rồi Đức Thế Tôn ngài nói thêm là, nhưng này các tỳ kheo, nếu ai là các tỳ kheo, nếu cha mẹ của ai thiếu niềm tin, người đó khuyến khích ổn định và thiết lập trong niềm tin. Thì cái niềm tin này nè, cái niềm tin này nó vậy, cái điểm này khác nhau mà gọi là nó khác nhau một trời vực nè. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây Tông nói là cái niềm tin đó mà ở trong lời Phật dạy đó, niềm tin vào Tam Bảo, thưa vị, cái niềm tin tối thượng vào Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, mà khi vị biết rồi đó, khi mà có cái niềm tin vào Tam Bảo không, thì mình có cái sự thực hành theo lời dạy của ngài, thì mình từ hạnh phúc đó, từ cái hạnh phúc mà gọi là thế gian, mình giúp cho cha mẹ đạt được hạnh phúc trước thế gian. Cho nên là cái đây một cái điểm mà khác biệt, nó khác biệt một gọi là một trời vực. Tại vì sao? Tại vì đó, nó là một cái là có niềm tin của niềm tin đó, bên ví dụ bên Nho giáo đi, họ cũng nói thì giúp cha mẹ cũng có niềm tin, nhưng mà cái niềm tin nó thể là vào ai, vào truyền thống gia đình, vào những cái giống như là ông tổ đã ba đời gây dựng cái gia sản như vậy đó, thì con phải cố gắng giữ, đúng không? Hay niềm tin vào một cái vị thần nào hay một cái vị thánh nào đó mà họ tự phong phải theo cái hạnh vị đó, đó. Thì cái niềm tin này nó là nó nằm ở thế gian. Cái niềm tin này quý vị, niềm tin mà Nho giáo á, mà nó ở nằm thế gian vậy đó, nó cũng rơi dễ rơi bất thiện, thưa quý vị. Tại vì đôi khi á, cái niềm tin đó có thể rơi vào thường kiến hoặc là thậm chí rơi vào đoạn kiến. Cho nên cái điểm này là cái điểm mà mình phải cần lưu ý, nó khác nhau một trời vực là, xin nói một trời vực là gì đó. Tại vì biết rồi đó, nếu mà niềm tin đặt sai vào đoạn kiến là thôi, cái sinh tử luân hồi mình không xác định, nó chỉ là đưa đến khổ đau thôi. Có thể ngay trong kiếp đó người đó có thể giàu có, giúp cha mẹ mình cái đời sống vật chất nó tăng thịnh, nhưng mà cái đời sống ngay trong kiếp đó thôi, nhưng mà về sau những kiếp về sau thì không xác định đó. Đó là nếu mà lỡ xui vào đoạn kiến. Còn thường kiến thì gọi là họa may nha. Thường kiến mà quan trọng là có làm các việc mà thiện không. Thì kế tiếp Bác Thế Tôn ngày mới nói là, nếu cha mẹ qua thiếu đức hạnh, người đó khuyến khích ổn định và thiết lập họ trong giới hạnh. Thì cái này đúng là bên 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 Nho giáo nãy Đức Hành Tuệ có nói, thì nó cũng có cái sự gọi là hơi hơi giống giống, nhưng mà thật sự đối với sư cái này cũng khác hoàn toàn, thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì bên cái quan niệm Nho giáo, đôi khi cái giới hạnh của họ là cái tiêu chuẩn giới hạnh của họ nó khá là mơ hồ. Nhưng giới hạnh của nó họ là đôi khi mà có những quan điểm giống như tề gia trị quốc đó, đó. Rồi những cái giới hạnh đó nó chỉ gói gọn trong những cái quan niệm của thế gian thôi. Có nghĩa thế gian nào, thế gian ví dụ thế gian đi, chấp nhận cái việc mà uống rượu, giống như bữa sĩ mới nói đó, ví dụ uống rượu một ngày uống mà uống không say thì là như vậy được. Mà thật sự bên bên theo cái lời dạy Thế Tôn thì không phải như vậy, thưa vị. Tại vì giới hạnh của ngài á, là hướng đến cái nền tảng giới hạnh, nền tảng đạo đức á, bên Phật giáo á, là hướng đến hạnh phúc suốt thế gian, là từ hiệp thế đến siêu thế. Cho nên đây là một sự khác biệt hoàn toàn nữa mà chúng ta phải ghi nhớ. Có nghĩa là bên Phật giáo á, là nếu mà một người mà hướng đến á, cái giới hạnh đúng đắn theo lời dạy ngài á, người đó sẽ là gì? Giới làm nền tảng cho định, định nền tảng cho tuệ. Mà tuệ là gì? Tuệ là để tuệ là chức năng của tuệ là cắt đứt phiền não, chấm dứt sanh tử đoạn tận khu chứng ngộ niết bàn. Cho nên về cái phương diện mà gọi là ở đây Thế Tôn ngài nói là người đó khuyến khích cho cha mẹ là từ không có giới hạnh đó, đấy là người có giới hạnh đó.
Thì cái điều này nó cũng khác biệt hoàn toàn một trời một vực. Rồi lại là cái lời khuyên tiếp của ngài là nếu cha mẹ là người keo kiệt thì người đó khuyến khích ổn định và thiết lập họ trong tâm rộng lòng bố thí. Thì ở đây Đức Hạnh Tuệ đã có nói với trước rồi, và điều này là quá rõ ràng. Tại vì đôi khi là bên Nho giáo thì đúng đúng là đôi khi là cũng có lòng hào sảng, lòng bố thí, nhưng mà cái bố thí của họ nó chỉ có gọi thế gian mà nó có thể là bố thí về thường kiến thôi, vậy bố thí lý trí. Còn khi bố thí trong Phật giáo, cái nền tảng đó phải là học trí, không phải là có hiểu biết nhân quả, hiểu biết sinh tử luân hồi. Và cái trạng thái bố thí tâm thiện đó là phải mong sớm nhất sinh tử luân hồi đó. Đó là một điều khác biệt rất là lớn. Rồi kế tiếp, nếu cha mẹ là người vô trí, người đó khuyến khích ổn định và thiết lập trong trí tuệ theo cách như vậy thì người đó đã làm tròn đủ đối với cha mẹ, đã trả hết ơn đối với cha mẹ và đã trả nhiều ơn đối với cha mẹ. Thì cái vế cuối cùng ngài nhấn mạnh về cái phương diện trí tuệ thì quá rõ ràng rồi. Ngoài cái phương diện mà sư đã nói rồi, niềm tin, đức hạnh, rồi cái lòng hào sảng, cái tâm, cái nghĩa là cái lòng tâm có cái tâm thí xã, và cái lòng trí tuệ, cái tâm trí tuệ. Thì trí tuệ đại diện cho cái sự mà giải thoát, thưa vị, cái sự đoạn tận sinh tử luân hồi. Trong Nho giáo á, thì có những tiêu chuẩn, nếu mà chúng ta đọc không kỹ thì khi mà chúng ta đọc qua kinh Phật á, thì sẽ nghĩ à nó cũng giống, nhưng mà thật sự là rất khác xa, thưa vị. Cái trí tuệ Đức Phật á, là đem lại cho hạnh phúc á. Cái trí tuệ mà ở đây á, mà Đức Phật ngài muốn nói á, là nếu mà chúng ta là một người con và chúng ta làm đúng á, theo cái tinh thần mà Đức Phật dạy nè, thì cái trí tuệ mà chúng ta hướng đến cha mẹ là đạt được hạnh phúc ngay trong hiện tại và đạt hạnh phúc ngay trong những cái kiếp mà tương lai, và đạt được cái hạnh phúc mà siêu thế, hạnh phúc suốt thế gian. Cái điều đó là cái điều mà chưa cũng hoàn toàn đồng ý Đức Huynh tại quan điểm nữa, nghĩa là những cái tôn giáo khác thì chưa 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 hoàn toàn thấy thấy có đề cập đến vấn đề này, mà chỉ là ở một cái gọi là thường kiến, là giống như một cảnh giới thôi, một cảnh giới thiên đàng nào đó đó à, một cảnh giới thiên đàng nào đó, hay là một cái đấng cứu thế nào đó cứu rỗi mình thôi. Nhưng mà không, lại không nói cái vấn đề, không nói vấn đề mà gọi là đạt đến hạnh phúc mà xuất thế gian, hạnh phúc mà vô điều kiện, không vượt qua ngoài thế gian, không có còn bị chi phối bởi sanh tử luân hồi, không có còn hiện hữu, chính xác không còn hiện hữu ở một cảnh giới nào nữa, mà đạt tới trạng thái niết bàn, đó là bất sanh bất diệt. Bây giờ vừa rồi giáo sư có trích cái bài kinh Tăng Chi đó, để lấy cái sự so sánh này rất rõ rệt nè, để cho quý vị hiểu rõ. Bây giờ để mà trước khi kết thúc câu hỏi này, để tóm tắt lại cái ý chính đó, thì sư xin tóm tắt vấn đề sau. Thì cái giống nhau á, cái giống nhau giữa chữ hiếu ở trong Phật giáo và Nho giáo á, thì cái giống nhau rõ rệt nhất á, đó là cái bề ngoài, cái hình thức bề ngoài, là hình thức bề ngoài là chăm lo cái đời sống vật chất đầy đủ, đủ đầy cho cha mẹ đó, đó là cái mà chúng ta dễ thấy nhất, đúng không? Còn đời sống và nội tâm á, thì chúng ta phải xem xét lại. Bởi vì sao? Bởi vì cái bé nhất á, cái sự khác nhau á, mà rõ rệt nhất á, là cái đời sống nội tâm á, của bên chữ hiếu á. Đôi khi cái người mà làm chữ hiếu á, bề ngoài thì đúng là hình thức rất là tốt đẹp, có nghĩa là thế gian được tán thán, thế gian chấp nhận, phải nhấn mạnh nha, thế gian chấp nhận cái điều đó. Đây là một đứa con có hiếu, chăm lo cha mẹ mình muốn ăn gì không, rồi đó như nói là chăm sóc, đấm bóp, massage, rồi đó tiểu tiện này đó, như vậy đó. Thì ở ngoài ta nhìn vô ta thấy như vậy, nhưng mà về cái phương diện diện nội tâm á, thì phải xem xét lại. Tại vì nó có gì, nó có yếu tố, có thể có yếu tố bất thiện hoặc là lẫn thiện à. Đây là một điểm khác này, khác mà rõ rõ nó, chúng ta phải cần xem lại. Tại vì sao? Tại vì á, sư có một đọc một cái câu chuyện trong gì 24 tấm gương thập tứ hiếu đó. Thì có một câu chuyện mà đại loại như là người con á, giết một cái con hổ hay giết con gì đó, đại loại như đó. Và một câu chuyện nữa mà ở cái tình huống đó, thì sư biết là cái người đó làm cái trạng thái tâm bất thiện để hài lòng, để làm hài lòng, để tỏ cái vẻ chữ hiếu cha mẹ mình đó. Bởi vì vậy sao mà sư nói là cái chữ hiếu trong Phật đó, chữ xin lỗi, chữ hiếu trong Nho giáo đó, là cái trạng bề ngoài thì có thể là được thế gian chấp nhận, nó là một cái điều tốt, nhưng mà về cái trạng thái tâm đó, thì phải xem là cái người đó là có
có thể thiện hay là bất thiện, chính không thuần túy thiện. Còn bên Phật giáo thì phải là thuần túy thiện để vị. Bởi sao? Tại vì bên Phật giáo là phải dựa trên nền tảng lời dạy Đức Phật, cho nên là phải thuần túy là thiện thôi. Còn nếu mà nó ai nói là chữ hiếu trong đạo Phật là phải làm bất chấp, nghĩa là mẹ ba mẹ cần cái gì phải cung cấp cái đó, mình thậm chí mình làm điều đó trên nền tảng bất thiện thì cái đó không đúng là Phật dạy. Cho nên cái này là quý vị phải xem kỹ lại. Cái thứ hai mà xuống đồng ý với quan điểm với Đức Hạnh Tại là cái quan điểm mà khi cái chữ hiếu á, khi mà cha mẹ còn sống và khi quyến thuộc quá vãng á, là nó cũng khác luôn. Bên Phật giáo thì rất rõ ràng, có nghĩa là khi cha mẹ chết đó là phải làm một cách, làm mai táng một cách mà đơn giản nhất, cái quan trọng nhất là phải làm phước hồi hướng đến cho cha mẹ. Còn cái khác biệt mà rõ ràng á, để tóm tắt toàn bộ câu nói này á, chính là cái nền tảng á, mà chỉ hiếu cho đạo Phật á, là phải dựa trên niềm tin chân chánh, chính là Tam Bảo, dựa trên giới hạnh trong sạch theo lời Phật dạy, dựa trên cái lòng thí xả, cái lòng hào sảng của là của theo tinh thần lời Phật dạy, và dựa trên cái trí tuệ mà từ hiệp thế đưa đến xuất thế, từ hạnh phúc thế gian xuất thế gian đó, thì cái đó mới đúng là chữ hiếu theo đúng tinh thần Phật dạy, thưa quý vị. Thì qua đây cũng cũng mong quý vị là sẽ hiểu được cái sự khác biệt mà nó theo sư đến thời điểm này sư đánh giá là cái sự khác biệt giữa chữ hiếu với đạo Phật với nho giáo nó rất là xa cách, thưa quý vị. Nghĩa là nó rất là, nếu nó có nghĩa là nó nếu nó đúng hơn là một trời một vực, thưa quý vị. Tại vì giữa một hạnh phúc mà thế gian với một hạnh phúc mà xuất thế gian thì quý vị tự hiểu đó, một hạnh phúc thế gian thì nó còn thiện lẫn bất thiện, nó còn những cái rủi ro sinh tử luân hồi. Còn khi mà cái chữ hiếu trong đạo Phật đó thì bắt buộc cái đó là phải trên nền tảng thiện, và nó đưa đến đoạn tận khu chứng ngộ niết bàn, và đạt được hạnh phúc ngay trong hiện tại và hạnh phúc ngay trong tương lai. Xin kết thúc câu hỏi trả lời này. Cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ. Như sư nói đó, như là các sư đã nói với quý vị, không so sánh thì thôi, chứ nếu như mà đã so sánh đó, thì mình biết là đó, giữa cái chữ hiếu trong đạo Phật đó, là đi đến sự rốt ráo ha. Còn chữ hiếu ở thế gian thì nó rất là thấp, mà phải nếu như buộc phải so sánh thì chỉ có thể dùng cái từ là một trời một vực để hình dung thôi. Ha. Và bây giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.